Xin chào quý vị đã quay trở lại với series Sinh con năm 2025 cùng với Bình An Tử Vi. Ở phần 1 thì quý vị đã biết được sinh con năm 2025 mệnh gì, sinh năm 2025 tuổi con gì. Ở phần 2 cũng là phần cuối cùng sẽ giúp quý vị hiểu hơn về vận mệnh của các bé sinh năm 2025. Sinh con năm 2025 hợp tuổi cha mẹ nào? Có nên sinh con vào năm 2025 hay không? Có tốt hay không? Giờ cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên, sinh năm 2025 thích hợp với hướng nào khi xuất hành và làm nhà? Để xem việc hướng hợp nào thì căn cứ theo bát quái cần xác định cùng tuổi đó. Vậy sinh năm 2025 thuộc cung gì? Các bé sinh năm 2025 Ất Tỵ sẽ thuộc cung là cung Khôn Thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh. Và các bạn nữ thì sẽ thuộc cung Tốn Mộc, thuộc Đông Tứ Mệnh. Như vậy thì Bình An Tử Vi có thể chia sẻ hướng hợp mệnh cho các bé sinh năm 2025 theo trường hợp phát bát quái như sau. Đầu tiên là Nam Mạng, hướng hợp là hướng Đông Bắc, tức là hướng sinh khí. Hướng Tây Bắc là hướng Phúc Đức. Thứ ba, hướng Thiên Y là hướng Tây. Và cuối cùng là hướng Phục Vị là hướng Tây Nam. Hướng không hợp là hướng Bắc, tức là hướng tuyệt mệnh. Thứ hai, hướng Đông Nam là hướng ngũ quỷ. Thứ ba là hướng Đông, tức là hướng hỏa hại. Và cuối cùng là hướng Nam là hướng lục sát. Và cuối cùng là Nữ Mạng. Đầu tiên là hướng hợp là hướng Bắc, tức là hướng sinh khí. Thứ hai, hướng Đông là hướng Phúc Đức. Thứ ba, hướng Nam là hướng Thiên Y. Và cuối cùng là hướng Đông Nam, tức là hướng Phục Vị. Tiếp theo là hướng không hợp là hướng Đông Bắc, tức là hướng tuyệt mệnh. Thứ hai, hướng Tây Nam là hướng ngũ quỷ. Thứ ba là hướng Tây Bắc, tức là hướng hỏa hại. Hướng Tây là hướng lục sát. Tiếp theo, sinh năm 2025 phù hợp với tuổi nào? Thứ nhất, Nam Mạng. Trong công việc làm ăn thì hợp với các tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu. Lựa chọn tuổi vợ chồng, các tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Giáp Thìn năm 2024. Tuổi Xung Kỵ, tuổi Mậu Thân, tuổi Giáp Dần, tuổi Canh Thân, tuổi Nhâm Dần năm 2022. Và cuối cùng là Nữ Mạng. Trong việc làm ăn, các tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất và Quý Sửu. Lựa chọn tuổi hợp vợ chồng, tuổi Đinh Mùi, tuổi Canh Tuất, tuổi Quý Sửu và tuổi Giáp Thìn. Và cuối cùng, tuổi Xung Kỵ là tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ năm 2026, Tân Hợi và Nhâm Tý. Tiếp theo, sinh con năm 2025 hợp tuổi cha mẹ nào? Bình An Tử Vi dựa theo mối quan hệ ngũ hành trong phong thủy thì hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Do đó thì các em bé sinh năm 2025 mệnh hỏa, tức là phú đăng hỏa, sẽ tương sinh tốt với bố mẹ mệnh thổ. Ngoài ra thì bố mẹ mệnh mộc cũng hợp với con tuổi Ất Tỵ. Về tuổi thì trẻ sinh năm 2025 sẽ hợp tuổi với bố mẹ tuổi Dậu và tuổi Sửu, là những mệnh tốt, là tuổi tốt nhất khi sinh con năm 2025. Tuy nhiên thì ở các năm và các mệnh thì còn lại thì sinh con tốt hay không thì cũng cần vào xem lá số tử vi. Bản thân Bình An Tử Vi cũng đã từng chấm nhiều lá số có số tuổi sùng với số tuổi của cha mẹ, nhưng vì cha mẹ thuận hòa và lối sống đạo nghĩa nên cuộc sống gia đình ngày càng êm ấm và hạnh phúc. Bởi vậy nếu mang thai vào năm 2025 thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, cứ thực hành cuộc sống sáng cho người niềm vui chiều, giúp bớt đau khổ và cuộc sống tốt lên mỗi ngày thì Bình An Tử Vi tin rằng thì mọi điều sẽ tốt đẹp cũng sẽ tới mà thôi. Tiếp theo, có nên sinh con vào năm 2025 hay không? Có và có tốt hay không? Nếu quý vị cha mẹ nào đang quan tâm tới việc sinh con năm 2025 sẽ như thế nào thì Bình An Tử Vi chia sẻ tới quý vị thông tin về người sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ để quý cha mẹ có thể đưa ra quyết định của mình. Và những đánh giá này là đánh giá chung cho tuổi dựa trên thiên can và địa chi mệnh, thì nên độ chính xác cũng sẽ mang tính tương đối, bởi mỗi đứa trẻ sinh ra luôn là duy nhất, nên nội dung này quý vị chỉ coi như là tham khảo mà thôi. Theo Bình An Tử Vi thì người sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ thích giao tiếp và tham gia vào các hoạt động biểu diễn như ca hát và đóng kịch. Họ thuộc kiểu người thích thể hiện và muốn nổi bật trong mọi hoạt động dù lớn hay nhỏ. Với bản tính lành lẹ, hoạt náo nên người thuộc mệnh tuổi Ất Tỵ thì thường rất thích hợp với những việc như diễn viên, ca hát, và nhờ vào khả năng ứng xử giỏi giang nên họ rất dễ gây tình cảm và đồng cảm từ những người xung quanh. Những người xung quanh thì dễ dàng bị tuổi Ất Tỵ sinh năm 2025 thu hút và lôi cuốn nhờ vào khả năng giao tiếp, ứng xử thông minh và tinh tế. Chính vì thế, nam hay là nữ tuổi Ất Tỵ sẽ rất phù hợp với những công việc phải giảng dạy, thuyết trình, nhất là mảng chính trị. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 2025 theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, biểu trưng cho sự quyết tâm, nhiệt huyết. Chính vì thế họ không bao giờ chịu dậm chân tại chỗ và họ luôn phấn đấu bằng mọi cách để đạt được thành quả như mong muốn. Họ thích sự đổi mới mỗi ngày và bằng sự quyết tâm cũng như khả năng của bản thân mà họ dễ dàng đạt được những thành công như mong đợi. Đối với tuổi Ất Tỵ thì
thì họ không thích tuân theo những quy luật hay là khuôn khổ nhất định. Họ thích sự thay đổi và thích tạo ra những sáng kiến, sự khác biệt để được nổi bật nhất trong tập thể. Do thuộc mệnh hỏa, tính cách của họ đôi khi là rất kiên định và họ sẵn sàng chấm dứt mọi việc nếu như gặp phải sự đe dọa nào. Ngoài ra, đôi khi thì họ cũng khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu bởi vì tính cách đôi khi nóng nảy, vội vàng và thẳng tính, luôn nêu rõ quan điểm. Tuy nhiên, với năng lực và thích sự đổi mới của mình thì họ có thể tự mình gây dựng nên sự nghiệp mà không thích nhờ vào bất kỳ ai. Có thể nói tính cách này thì cũng như việc liên quan tới kỹ thuật sẽ rất phù hợp đối với họ. Tiếp theo, sinh con trong năm 2025 nên chọn ngày nào cho tốt? Sinh vào ngày mùng 1. Theo tử vi thì sinh vào ngày này thì vận số sẽ trải dài những may mắn, những cơ hội để phát triển công danh sự nghiệp, vạn sự được hành thông và được quý nhân phù trợ và cả đời gặp niềm vui và ít phải buồn lòng. Sinh ngày mùng 2, theo bình an tử vi thì sinh vào ngày này thì bản tính vốn thông minh, tài trí hơn người và tính tình thì thiện lành và cả đời yên ổn, càng về sau thì cuộc sống càng tiến triển và thăng tiến không dừng. Sinh ngày mùng 3, theo tử vi thì sinh vào ngày này thì vận số cả đời vất vả, số cô độc không có chỗ dựa và đến khi về già mới được an yên và ổn định. Sinh ngày mùng 4, theo tử vi thì sinh vào ngày này thì vận số kém may mắn và gặp nhiều trở ngại khiến bản thân suy sụp và không thể nhờ vả ai và bản tính vốn không giỏi giao tiếp nên không có mối quan hệ thân tình nào. Sinh vào ngày mùng 5, theo tử vi sinh vào ngày này thì vận số tốt đẹp về chuyện tình duyên và có vận đào hoa bất ngờ. Tuy nhiên thì cần phải thận trọng vì dễ gặp phải thị phi, vấn đề tiểu sắc khiến bản thân có tiếng xấu đồn xa. Sinh ngày mùng 6, theo tử vi sinh vào ngày này thì vận số bấp bênh, lên xuống thất thường và thất bại triền miên. Tuy nhiên thì số mệnh phải lập nghiệp nơi đất khách quê người, nếu biết cố gắng và phấn đấu sẽ đạt được thành công như mong đợi. Sinh ngày mùng 7, theo tử vi sinh vào ngày này thì cung lương duyên vượng phát, số vận đào hoa và nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên không có khả năng quản lý chi tiêu, tiêu xài phung phí khiến cuộc sống về sau phải túng quẫn và nợ nần thì chồng chất. Sinh ngày mùng 8, theo tử vi thì sinh vào ngày này thì vận số không may mắn và buồn vui song hành và tài lộc thì kém và tai nạn thì hoành hành và cuộc sống lồng bồng vất vả, mãi về sau mới được ổn định đôi phần. Sinh ngày mùng 9, theo tử vi sinh vào ngày này thì vận hạn triền miên, tiếng xấu đồn xa, vạn sự thì bất thành, rủi ro chồng chất và cả đời vất vả và buồn phiền. Sinh ngày mùng 10, theo tử vi sinh vào ngày này thì vận số tốt đẹp và sự thăng tiến, rộng mở, tài lộc dồi dào và cả đời không phải lo nghĩ gì nhiều nhờ có khả năng lãnh đạo cùng với sự phù trợ cát nhân, thiên tướng. Sinh ngày 11, theo bình an tử vi sinh vào ngày này thì vận số bấp bênh, vui buồn song hành và có nhiều tin tốt nhưng cũng phải trải qua nhiều muộn phiền và thay đổi nơi ở nhiều lần. Sinh ngày 12, theo tử vi sinh vào ngày này thì số mệnh phải tự lập và thích hợp gây dựng sự nghiệp vững chắc nơi đất khách quê người. Sinh ngày 13, theo tử vi sinh vào ngày này thì vận số may mắn từ thuở nhỏ đến khi già, cả đời thì thảnh thơi và sống trong vui vẻ và hạnh phúc. Sinh ngày 14, theo tử vi sinh vào ngày này thì vận số may mắn được tìm một nửa của mình, được tình duyên thuận lợi, vợ chồng yêu thương và cùng nhau gây dựng sự nghiệp, tiền tài dư giả, không lo túng thiếu. Sinh vào ngày rằm, tức là ngày 15, theo bình an tử vi sinh vào ngày này thì vận mệnh tốt đẹp về mọi khía cạnh, gia đạo thì hòa thuận, sự nghiệp vững chắc và tiền tài dư giả, con cháu thì đầy đủ. Tuy nhiên sinh vào ngày này cũng cần thận trọng hơn vì dễ gặp phải không ít những trở ngại. Sinh ngày 16, theo tử vi sinh vào ngày này thì số mệnh gặp hạn, cả đời cô độc và vạn sự bất thành, nhân duyên trắc trở và không ai thân cận. Sinh ngày 17, theo tử vi sinh vào ngày này thì vận số sán lạn, giỏi giang hơn người và dễ tạo nên đại nghiệp và dạng danh tổ tiên. Sinh vào ngày này thì có uy quyền và thích hợp làm lãnh đạo nhờ mệnh quan tình. Sinh ngày 18, theo tử vi sinh vào ngày này thì số mệnh may mắn, gia đạo yên ổn và con cháu ngoan ngoãn, cả đời an nhàn, của cải dư giả, không phải mang muộn phiền. Sinh ngày 19, theo tử vi sinh vào ngày này thì vận số phải bươn trải, vất vả, tuy nhiên thì chỉ cần cố gắng về sau sẽ được thành đạt, tài vận dồi dào, sự nghiệp thì vững chắc, vạn sự như ý và không lo thất bại hay là muộn phiền. Sinh ngày 20, theo tử vi sinh vào ngày này thì vận số có uy quyền, có lãnh đạo, sự nghiệp thì hưng vượng, tài lộc đầy đủ, vang danh khắp chốn và người đời kính nể. Sinh ngày 21, theo tử vi sinh vào ngày này thì số mệnh thì kém may mắn và cả đời phải trải qua nhiều gian nan và vất vả từ lúc nhỏ tới khi trưởng thành. Khi bước sang độ tuổi trung niên thì mọi việc mới khả quan và vạn sự suôn sẻ, sự nghiệp thì thăng tiến. Sinh ngày 22, theo tử vi sinh vào ngày này thì vận số phải sống nơi đất khách quê người,
tự tay gây dựng nên sự nghiệp và phải bước sang độ tuổi trung niên thì mọi việc mới được tiến triển, sự nghiệp ổn định, tiền tài thì đầy đủ và càng về sau càng hưng vượng. Sinh ngày 23, theo tử vi, sinh vào ngày này thì vận số giỏi giang, tài trí hơn người, vạn sự thì đều thành, sự nghiệp thì khởi sắc. Sinh ngày 24, theo tử vi, sinh vào ngày này thì vận số phong lưu phóng đãng và đào hoa phong nhã, tình duyên rực rỡ, tuy nhiên thì tiền tài yếu kém và không có của dư. Sinh ngày 25, theo tử vi, sinh vào ngày này thì vận số giỏi giang, tài trí hơn người, cả đời sung túc và sống trong nhung lụa, sự nghiệp thì hưng vượng. Sinh ngày 26, theo tử vi, sinh vào ngày này thì vận số kém may mắn và tuổi nhỏ thì phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, về sau mới được ổn định, cuộc sống thì sung túc và sự nghiệp vững chắc, con cái thì ngoan ngoãn, gia đình thì hạnh phúc. Sinh ngày 27, theo tử vi, sinh vào ngày này thì vận số gặp hạn, cả đời lông bông, gặp nhiều trở ngại nguy hiểm, không tài tương trợ. Sinh vào ngày này, nữ tuổi Ất Tỵ có vận số tốt hơn nam. Sinh ngày 28, theo tử vi, sinh vào ngày này thì vận số bấp bênh, họa vu đan xen thì dễ mang tiếng xấu, tuy nhiên sinh vào ngày này thì bù lại gia đạo được bình yên, con cái thì đủ đầy. Sinh ngày 29, theo tử vi, sinh vào ngày này thì vận số phong lưu phóng đãng, vận đào hoa vượng phát, cả đời thì buông thả, không có của dư. Sinh vào ngày này thì nữ tuổi Ất Tỵ có vận số tốt hơn nam. Và cuối cùng là sinh ngày 30, theo tử vi, sinh vào ngày này thì vận số hưng thịnh, sự nghiệp hành thông, số làm chủ cả đời, cả đời thì sống trong nhung lụa và không lo túng thiếu. Tiếp theo, sinh con trong năm 2025 nên chọn tháng nào cho tốt? Đầu tiên, sinh tháng 1 âm lịch, tháng Mậu Dần, tháng đầu xuân thì cuộc đời có nhiều bấp bênh, lúc trẻ tuổi mọi việc thì sẽ dần ổn định và thăng tiến rõ rệt ở tuổi 30. Sinh tháng 2, tháng Kỷ Mão, tháng Tiết Kinh Chập, vận số thì bươn trải và khó khăn trùng trùng, tài lộc thì yếu kém, tuy có chí nhưng thiếu quyết tâm. Sinh tháng 3, tháng Canh Thìn, tháng Tiết Thanh Minh, vận số tốt đẹp, tài trí hơn người, vạn sự thì đều thành, dễ lập nghiệp và tính tình thì hoạt bát, lanh lợi và cố gắng càng nhiều thì thành quả càng cao. Sinh tháng 4, tháng Tân Tỵ, tháng đầu hạ thì vận số tài trí hơn người, ý chí và quyết tâm và nhiều tham vọng, tình duyên tốt đẹp, hành động thì nghĩa hiệp, được lòng muôn dân. Sinh tháng 5, tháng Nhâm Ngọ, tháng Tiết Mang Chủng thì có vận số cao quý, tài trí hơn người và biết tận dụng thời thế, dễ lập công lớn, cả đời thì an yên. Sinh tháng 6, tháng Quý Mùi, tháng Tiết Tiểu Thử, vận số tốt đẹp về mọi khía cạnh, tính tình thì cương trực và tốt bụng, dễ dàng lập đại nghiệp nhờ tận dụng thời cơ, công danh, tài lộc thì vẹn toàn. Sinh tháng 7, tháng Giáp Thân, tháng Tiết Đầu Thu, bản tính nhân từ, có tài kinh doanh và có tài quản lý và tự gây dựng sự nghiệp, được nhiều người kính nể. Sinh tháng 8, tháng Ất Dậu, tháng Tiết Bạch Lộ thì bản tính nhân hậu, tài trí hơn người và tự thân gây dựng sự nghiệp, được nhiều người kính nể, gia đạo thì thuận hòa. Sinh tháng 9, tháng Đinh Tuất, tháng Tiết Hàn Lộ, bản tính lương thiện, nhân từ, tài lộc thì tốt đẹp và tâm mang ý chí, nhiều tham vọng nhưng thiếu quyết tâm, sự nghiệp thì khó thành. Sinh tháng 10, tháng Đinh Hợi, tháng Tiết Đầu Đông, bản tính chân thành, hào hiệp, tâm mang chí lớn và sự nghiệp trung bình, vợ chồng thì hòa thuận. Sinh tháng 11, tháng Mậu Tý, tháng Tiết Đại Tuyết, bản tính thì hướng nội, mệnh số kém may mắn, cả đời gian nan, vất vả, vạn sự bất thành, cả đời chỉ được thảnh thơi khi tuổi già. Và cuối cùng là tháng 12, tháng Kỷ Sửu, tháng Tiết Tiểu Hàn, bản tính cứng nhắc và nghĩ gì nói đó, gây thêm nhiều chuyện mất lòng, số mệnh không tốt và cả đời muộn phiền, khó lập sự nghiệp. Tiếp theo, tử vi chọn đời của tuổi Ất Tỵ nam mạng sinh năm 2025. Như vậy thì quý vị đã có câu trả lời cho việc sinh con năm 2025 hợp tuổi cha mẹ chưa? Qua video này, Bình An Tử Vi muốn chia sẻ tới quý vị vài điều trong cuộc sống, tình duyên, sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ năm 2025 như thế nào nhé. Thứ nhất, tử vi cho các bé nam tuổi Ất Tỵ năm 2025. Đầu tiên là về cuộc sống. Theo Bình An Tử Vi thì nam mạng tuổi Ất Tỵ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả lúc tuổi nhỏ, về sau thì cuộc sống mới được đủ đầy, vận số may mắn và được sung sướng. Độ tuổi của nam mệnh tuổi Ất Tỵ thì sẽ có gia tăng nếu như biết ăn ở lương thiện, làm thiện tích đức và tuổi thọ dao động từ tuổi 62 tới 68 tuổi. Thứ hai là về đường tình duyên. Nam mạng tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 1, tháng 2 và tháng 3 âm lịch thì sẽ có đường tình duyên tốt đẹp và không lo sợ thất bại hay biến động gì. Tình duyên của nam mạng tuổi Ất Tỵ sẽ phải trải qua ít nhất là 2 lần biến động khi sinh vào tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 11 theo âm lịch. Nam mạng tuổi Ất Tỵ sẽ được hưởng vẹn hạnh phúc vợ chồng nếu như sinh vào tháng 5,
tháng 9 và tháng 12 theo âm lịch. Và cuối cùng là về gia đạo và công danh. Theo Bình An Tử Vi thì năm mạng tuổi Ất Tỵ thuở nhỏ gặp nhiều bất cập về công danh, phải về sau thì mới được rạng rỡ và có tiếng nói trong xã hội. Bên cạnh đó thì cũng được sống trong gia đạo đầy yên vui và hạnh phúc. Vận tài lộc của nam mạng tuổi Ất Tỵ thì cũng được đầy đủ, không lo túng thiếu nhờ vào sự vượng phát của sự nghiệp ở tuổi 30. Và cuối cùng là tử vi chọn đời của Ất Tỵ nữ mạng sinh năm 2025. Thứ nhất là về cuộc sống. Theo tử vi thì nữ tuổi Ất Tỵ thì vận số may mắn hơn nam nhân cùng tuổi, số không phải lo nghĩ điều gì. Bên cạnh đó thì tuổi thọ cũng dao động từ tuổi 59 tới tuổi 65, phải sống thiện chí và làm thiện tích đức thì sẽ được gia tăng thêm niên kỷ. Thứ hai là về đường tình duyên. Là đường tình duyên sẽ phải trải qua 3 lần biến động khi sinh vào một trong những tháng sau là tháng 3, tháng 6, tháng 8 và tháng 10 theo âm lịch. Thứ hai, nữ tuổi Ất Tỵ sẽ phải trải qua 2 lần biến động trong chuyện tình duyên nếu như sinh ra vào các tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 9 và tháng 11 theo âm lịch. Thứ ba là những tháng còn lại trong năm 2025, nữ tuổi Ất Tỵ sẽ được hưởng hạnh phúc vẹn toàn, cụ thể là tháng 1, tháng 5 và tháng 12 âm lịch. Và cuối cùng, gia đạo và công danh. Theo Bình An Tử Vi, nữ nhân tuổi Ất Tỵ thì không có may mắn trong việc xây dựng công danh, dù cũng ở mức bình thường. Bù lại thì cuộc sống tình cảm gia đình thì hòa thuận, con cái thì đỗ đạt, sự nghiệp và tài lộc thì song hành và gặp nhiều trở ngại ở thời tiền vận, mãi về sau thì mới được tiến triển và sự nghiệp thì vẹn toàn, tài vận thì sung túc. Tỵ chung lại thì sinh con năm 2025 tuổi Ất Tỵ là một năm tốt cho các bậc cha mẹ nếu như muốn sinh con vào năm này. Các dự đoán ở phía trên là dựa trên thiên can địa chi và bản mệnh. Nếu các bậc cha mẹ nếu muốn xem tử vi chi tiết giờ ngày tháng năm sinh nào tốt, đặc biệt là việc làm ăn, thì có thể liên hệ với Bình An Tử Vi để được xem riêng nhé. Chúc các bậc cha mẹ có kế hoạch sinh con năm 2025 thật viên mãn.